Xin chào tất cả các em học sinh yêu quý, cô đã quay trở lại và đồng hành cùng với chúng ta trong bài học ngày hôm nay. Ngôn ngữ, thứ mà chúng ta đang sử dụng hàng ngày, chính là một tài sản chung của dân tộc, của cả một cộng đồng xã hội. Chúng ta sống trong xã hội, cần phải giao tiếp với nhau. Do vậy, chúng ta cần phải có một cái phương tiện chung, có thể giao tiếp bằng lời nói, bằng ánh mắt, bằng cử chỉ, hay là giao tiếp bằng màu sắc. Ví dụ như là các biển báo này, hay là hệ thống đèn đường, hay hệ thống các tín hiệu giao thông. Ví dụ như đèn đỏ thì là biểu hiện cho cái nội dung là dừng lại, đèn xanh là được đi. Tuy nhiên, trong tất cả các cái phương tiện giao tiếp đó, cái phương tiện quan trọng nhất đó chính là ngôn ngữ. Để hiểu cụ thể hơn về cái phương tiện giao tiếp này, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu vào bài học ngày hôm nay. Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân. Trước hết thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về phần 1 La Mã, ngôn ngữ, tài sản chung của xã hội. Trước hết, mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về vai trò của ngôn ngữ trong đời sống xã hội. Thế thì như cô vừa mới giới thiệu, ngôn ngữ chính là tài sản chung cho tất cả mọi người của một dân tộc, của một cộng đồng xã hội. Cái vấn đề thứ hai, ý thứ hai, đó chính là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất trong tất cả các phương tiện mà chúng ta sử dụng để giao tiếp với nhau. Cái thứ ba, nhờ có ngôn ngữ mà mỗi cá nhân có thể biểu hiện được những tâm tư, tình cảm, mong muốn, nguyện vọng. Hay nói khác, ngôn ngữ là một cái kênh, là một cái phương tiện để chúng ta biểu thị nội dung mà mình muốn. Và cũng nhờ ngôn ngữ thì chúng ta có thể lĩnh hội được lời nói của người khác. Như vậy thì về vai trò của ngôn ngữ, chúng ta cần chú ý cho cô ba ý lớn. Thứ nhất, ngôn ngữ là tài sản chung của cộng đồng xã hội, của cả một dân tộc. Thứ hai, ngôn ngữ chính là phương tiện giao tiếp quan trọng nhất của con người. Thứ ba, nó giúp cho mỗi cá nhân có thể trình bày được những nội dung mà mình muốn biểu hiện, bên cạnh đó sẽ lĩnh hội được những nội dung, những ý và những lời nói của người khác. Và ngôn ngữ là phương tiện chung, là tài sản chung của cả một cộng đồng. Chúng ta, tất cả chúng ta đều sử dụng thứ ngôn ngữ đó. Do vậy thì ngôn ngữ cần phải có những cái yêu cầu chung, cần có những đặc điểm chung. Thì đặc điểm chung đó là gì? Trước hết, chúng ta sang cho cô phần 2 nhỏ, đó chính là tính chung trong ngôn ngữ. Chúng tách ra làm hai phần. Phần thứ nhất đó chính là các yếu tố chung. Yếu tố chung ở đây là gì ạ? Là trong thành phần của ngôn ngữ bao giờ cũng sẽ gồm có những yếu tố chung. Và những yếu tố chung đó mọi người đều có thể sử dụng được. Chỉ cần chúng ta có ý thức, lĩnh hội nó và biết cách sử dụng chúng trong lời nói để phục vụ quá trình giao tiếp, thì chúng ta đều có thể đạt được cái mục đích giao tiếp của mình. Thế thì yếu tố chung ở đây là gì ạ? Trước hết, chung ở trong đó là các âm và thanh. Thế thì trong tiếng Việt bao giờ cũng sẽ có phụ âm và nguyên âm. Chúng ta chú ý, âm ở đây sẽ bao gồm có là nguyên âm và phụ âm. Nguyên âm, phụ âm. Nguyên âm thì gồm có các âm, ví dụ như là a, o này, a này, i này, u này. Thế còn là phụ âm là những âm còn lại, ví dụ như là âm g, âm chờ, g, vân vân. Thanh ở đây sẽ bao gồm có thanh huyền này, thanh hỏi, thanh mãn, thanh nặng, thanh sắc, vân vân. Đó. Thế thì cái chung thứ hai, cái yếu tố chung thứ hai đó chính là các tiếng. Tiếng ở đây đó là sự kết hợp của các âm và tiếng và các thanh điệu. Chúng ta sẽ có tiếng ạ. Ví dụ như là có các tiếng, ví dụ như là nhà này, hoa này, cửa này, vân vân. Đó, chúng ta thấy rằng là tiếng nhà thì là sự kết hợp của phụ âm nhờ, nguyên âm a và thanh huyền. Đó. Tiếng hoa thì là sự kết hợp của âm hờ, hai nguyên âm o và a và thanh ngay. Đấy, cửa thì cũng tương tự như vậy, là sự kết hợp của phụ âm cờ, phụ âm ư, nguyên âm a và thanh hỏi.
Khi chúng ta nắm được các quy tắc cấu tạo tiếng như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được ngôn ngữ chung. Cái chung thứ ba đó chính là các từ. Thế thì lớn hơn tiếng đó chính là từ, hay nói cách khác là từ tiếng chính là đơn vị để cấu tạo nên từ. Chúng ta có thể là ghép các tiếng lại với nhau sẽ tạo thành từ. Ví dụ chúng ta có nhà gỗ, hoa lan, hoặc là tàu, vân vân. Thế thì chúng ta chỉ cần ghép tiếng nhà và tiếng gỗ, chúng mình sẽ có một cái từ mới, đó chính là từ nhà gỗ. Ghép tiếng hoa và tiếng lan, mình sẽ có một cái từ ghép mới, đó chính là hoa lan. Hoặc từ cũng có thể có một tiếng độc lập, ví dụ từ tàu này, xe này, vân vân. Tức là chúng ta thấy rằng là từ thì có thể có nhiều tiếng. Cái chung thứ tư đó chính là về các ngữ cố định. Và các ngữ cố định ở đây được hiểu đó chính là thành ngữ và quán ngữ. Chúng ta sử dụng ngôn ngữ chung thì bao giờ cũng có các cái ngữ cố định. Ví dụ khi mà mình chúc hoặc là mình hy vọng cái hành động việc làm của mình có được cái kết quả tốt, mọi thứ đều đạt được thuận lợi, thì mình thường chúc nhau hoặc thường hy vọng rằng ở công việc thuận buồm xuôi gió. Như vậy thì mình có thuận buồm xuôi gió chính là một ngữ cố định. Ví dụ thuận buồm xuôi gió, thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra thì chúng mình còn có một số cái ngữ cố định khác, ví dụ như là nước đổ lá khoai, nước đổ đồ vịt, để chỉ cái việc mà chúng ta không lĩnh hội được kiến thức, không lĩnh hội được nội dung gì. Hoặc là một số các thành ngữ khác, ví dụ như là cay như ớt, hay là chân ướt chân ráo chẳng hạn. Có rất nhiều những ngữ cố định mà nó được sử dụng để chỉ một cái nội dung nhất định, và chúng ta có thể là vận dụng nó trong quá trình giao tiếp. Thế thì như vậy chúng ta thấy rằng là cái tính chung trong ngôn ngữ đầu tiên đó chính là mang những yếu tố chung. Chúng ta sẽ dựa vào những yếu tố chung này để tạo thành lời nói phục vụ cho quá trình giao tiếp của mình. Cái đặc điểm chung thứ hai đó là chung về mặt quy tắc, về những phương thức chung. Cụ thể ở đây chúng ta có quy tắc cấu tạo các kiểu câu, thì có những câu đơn, câu ghép hay là câu phức. Ví dụ như câu đơn ở đây, câu đơn ở đây thì sẽ ví dụ như là gồm một cụm chủ vị, gồm một cụm chủ vị. Đấy. Câu ghép thì sẽ gồm có ví dụ như là hai cụm chủ vị, hai cụm chủ vị, hai cụm chủ vị. Đó. Thì đây là hai cụm chủ vị trở lên. Thì đây chính là những quy tắc chung. Cứ gồm một cụm chủ vị là chúng ta có một câu đơn. Có từ hai cụm chủ vị trở lên là chúng ta sẽ có câu ghép, câu phức. Hoặc như là chúng ta sử dụng một số cái câu ghép để chỉ mối quan hệ nhân quả. Chúng ta có những cặp quan hệ từ, ví dụ như là vì nên. Ví dụ câu như là vì trời mưa, nên em đến trường muộn. Đến trường muộn. Vì trời mưa nên em đến trường muộn. Đây chúng ta thấy rằng là có những cái cặp quan hệ từ như là vì nên này, do nên này, thì đó là những cái cặp quan hệ từ cố định. Nếu chúng ta muốn biểu thị một cái nội dung đó là chỉ nguyên nhân kết quả thì chúng ta sẽ sử dụng những cái cặp quan hệ từ như thế này. Đó chính là cái chung ạ. Cái chung thứ tiếp theo đó chính là về phương thức chuyển nghĩa của từ. Đó. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có những từ là nghĩa gốc, nhưng trong quá trình chúng ta sử dụng ngôn ngữ thì sẽ có thành đó là nghĩa chuyển. Cô lấy ví dụ một số từ. Ví dụ như là chúng ta có từ chín chẳng hạn. Đúng không ạ? Chín. Ở đây là một trạng thái của quả. Trạng thái của quả. Khi chuyển thành nghĩa chuyển, chúng ta có cụm từ ví dụ như là suy nghĩ đã chín. Suy nghĩ đã chín. Thế là cùng là từ chín, nhưng mà chúng ta thấy rằng là nó có hai lớp nghĩa đúng không ạ?
Một bên là chín là một trạng thái của quả đã được chuyển sang thành nghĩa phái sinh, đó là chín trong suy nghĩ, hay nói cách khác đó là khi mà suy nghĩ của chúng ta đã trưởng thành, đã già dặn hơn thì người ta sẽ sử dụng cụm từ này. Hoặc là có một số từ khác, ví dụ như là từ mũi chẳng hạn, là một cơ quan, là một bộ phận của cơ thể người, động vật, nhưng khi được dùng với nghĩa chuyển thì nó có thể là mũi tàu, hoặc là mũi tên. Mũi tàu và mũi tên chẳng hạn, chúng ta sẽ có những cái hình thức từ nghĩa gốc sang nghĩa chuyển như vậy. Thế thì ngoài ra thì trong ngôn ngữ vẫn còn có rất nhiều những quy tắc, những phương thức chung khác nữa về mặt từ vựng, về mặt ngữ âm, về mặt ngữ pháp hay là phong cách của ngôn ngữ. Chúng ta chỉ cần nắm chắc được những cái quy tắc này thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng linh hoạt được ngôn ngữ chung phục vụ cho quá trình giao tiếp của mình, làm sao để đạt được mục đích nói, mục đích viết. Chúng ta cùng chuyển sang phần 2 nhỏ, lời nói sản phẩm của cá nhân. Xin lỗi, phần 2 La Mã, lời nói sản phẩm của cá nhân. Thế thì lời nói viết được hình thành dựa trên cơ sở những quy tắc, những phương thức chung, tuy nhiên nó cũng là sản phẩm của mỗi cá nhân, cho nên cũng mang cái màu sắc rất riêng biệt. Cái riêng biệt đầu tiên mà chúng ta phải kể tới đó là nét riêng trong giọng nói cá nhân. Thế thì cùng sử dụng một cái hệ thống ngôn ngữ chung, từ nào âm này, thanh này, tiếng, từ hay là các ngữ cố định, thế nhưng mà trong quá trình chúng ta giao tiếp với nhau thì mỗi người lại có một cái giọng nói riêng. Người thì có giọng nói trầm, người thì có giọng nói bổng, người thì có giọng nói vô cùng trong trẻo. Ví dụ như là ca sĩ Hoàng Yến Chibi mà chúng ta thấy đó, một giọng nói rất dễ đi vào lòng người. Hay là cũng có những giọng rất là khàn đặc trưng. Nếu như chúng ta yêu thích âm nhạc thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra giọng nói của Phương Thanh, đúng không nào? Giọng nói là những cái mà màu sắc cá nhân rất rõ nét. Chỉ đôi khi chúng ta không cần gặp mặt, chỉ cần nghe qua giọng nói thôi, chúng ta cũng có thể đoán biết được rằng người đó là ai. Cái nét riêng thứ hai mà chúng ta cần phải nhắc tới đó chính là cái chất riêng trong vốn từ ngữ cá nhân. Mặc dù là cùng sử dụng cái hệ thống ngôn ngữ như vậy, nhưng mỗi người lại ưa thích sử dụng những từ ngữ, những cái hệ thống ngôn ngữ riêng mang màu sắc cá nhân của mình. Vốn từ ngữ cá nhân thì phụ thuộc trên nhiều yếu tố. Chúng ta có thể kể ra một số yếu tố tiêu biểu, ví dụ như là phụ thuộc vào tuổi này, phụ thuộc vào giới tính, cá tính, phụ thuộc vào nghề nghiệp, vốn sống hay là đặc trưng của vùng miền. Chúng ta thấy rõ là cái vùng miền là một cái tiêu chí rất là rõ. Ví dụ chúng ta có cái từ ở ngoài Bắc của mình sử dụng từ ngô, đúng không ạ? Ngô, đúng không ạ? Thế thì trong miền Nam người ta có thể gọi là Bắc đó, ngô là Bắc. Hoặc là ở một số cái từ ngữ khác, ví dụ như từ quả chẳng hạn, ở ngoài Bắc thì trong Nam người ta gọi đó là trái, hoặc là từ bát đấy, hoặc từ chén, hai nghĩa tương đương với nhau nhưng mà tùy thuộc vào vùng miền thì sẽ có những cách sử dụng từ ngữ khác nhau. Hoặc là có một cái ví dụ sau, cùng chỉ mối quan hệ bạn bè nhưng chúng ta thấy rằng có rất nhiều từ ngữ, ví dụ như là người thì quen là xem mày tao cho nó thân thiện dân dã gần gũi, nhưng người thì gọi là bạn này, tớ này, cậu này, mình, đúng không? Chúng ta có thể chú ý cho cùng ví dụ, cùng chỉ mối quan hệ bạn bè. Cùng chỉ quan hệ bạn bè. Nhưng mà có rất là nhiều cái từ ví dụ như là bạn này, tớ này, cậu này, tớ này, hoặc đơn giản dùng giải nhất đó chỉ là mày tao. Tùy thuộc vào lứa tuổi, tùy thuộc vào vùng miền, tùy thuộc vào cái cá tính riêng của mỗi người mà mỗi cá nhân chúng ta sẽ lựa chọn những cái vốn từ phù hợp với bản thân mình, phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp riêng. Cho nên đây cũng là cái nét riêng thứ hai mà chúng ta cần chú ý. Cái nét riêng thứ ba trong lời nói đó chính là sự chuyển đổi sáng tạo khi sử dụng những từ ngữ quen thuộc. Đấy, cùng là những từ ngữ chúng ta sử dụng hàng ngày, thế nhưng mà có những người lại có sự linh hoạt và sáng tạo trong quá trình mà mình sử dụng để tạo ra những từ ngữ mới. Tôi lấy ví dụ, cái sáng tạo ở đây có thể là sáng tạo ra nghĩa của từ, tức là từ một từ ngữ quen thuộc vốn là nghĩa gốc
chúng ta sáng tạo, chúng ta tìm ra một cái nghĩa mới cho từ. Lấy ví dụ như có cái từ là gió. Trong thơ Diệu có viết rằng tôi muốn buộc gió lại, đúng không ạ? Tôi muốn buộc gió. Thế thì cái từ buộc ở đây nó không còn cái mang nghĩa nó chỉ là thắt chặt lại, mà buộc gió ở đây nó chính là muốn cho không có gió, hay là muốn cho gió ngừng thổi. Và chúng ta có một số cái từ ngữ khác ngoài cái từ buộc gió này ra, mang một lớp nghĩa mới. Ví dụ như là chúng ta có các cái từ ví dụ như là Nguyễn Tuân chẳng hạn, thì trong quá trình mà ông viết văn thì ông cũng sử dụng một số từ rất là riêng, chúng ta chỉ thấy trong văn của Nguyễn Tuân thôi ạ. Ví dụ như là từ cá đẻ là một từ để chỉ công an đó, thì Nguyễn Tuân gọi cá đẻ chính là công an. Thế còn công an giao thông thì người ta gọi là bồ câu. Vậy đây là cái ngôn ngữ riêng ạ, ngôn ngữ riêng. Cái ngôn ngữ đã có cái sự chuyển đổi, có cái sự sáng tạo trong quá trình sử dụng rồi. Cái sáng tạo thứ hai chúng ta có thể bắt gặp đó là sáng tạo trong cách kết hợp từ. Ví dụ như là cô có cái từ an yên chẳng hạn. Cái từ an yên này chính là sự kết hợp của từ an toàn và yên bình. Đây chính là sự linh hoạt, sự chuyển đổi trong quá trình mà chúng ta kết hợp từ. Cái sáng tạo thứ ba là có thể dựa trên trong cái quá trình chúng ta tách từ, gộp từ. Cái này chúng ta bắt gặp rất nhiều trong sáng tác của Nguyễn Du. Ví dụ như có những cụm từ như sau. Nguyễn Du viết rằng là biết bao bướm lả ong lơi. Bướm lả, chúng ta có bướm lả ong lơi. Chúng ta bướm là ong lơi này, hoặc là bướm chán ong trường, hoặc là dày gió rạng sương. Đúng chuẩn của chúng ta phải là ong bướm lả lơi, nhưng mà tác giả Nguyễn Du đã tách cả chữ ra thì bướm ghép với là ong ghép với lơi, hoặc là bướm chán ong trường thì phải là ong bướm chán trường, nhưng lại tách cái từ chán trường, tách cái từ ong bướm ra, tạo thành một cái kết hợp từ mới là bướm chán ong trường, vân vân. Hoặc là chúng ta có thể sáng tạo dựa trên cái việc chuyển đại từ, vốn từ danh từ chuyển sang tính từ, vốn từ động từ đã chuyển sang danh từ, vân vân. Một nét riêng tiếp theo mà chúng ta cần chú ý trong quá trình mà chúng ta sử dụng đó chính là việc tạo ra từ mới. Thì đây cũng là một cái cách mà tạo mang tới một cái dấu ấn cá nhân rất là rõ nét. Thế tạo ra từ mới ở đây là cái gì ạ? Thì trong sách giáo khoa có đưa ra cho chúng ta có 3 từ, dùng cái từ ốc lát trong cụm từ gạch ốc lát, số hóa hay là sân chơi. Ví dụ như là hội nghị APEC là một sân chơi mới, thì tất cả những cái từ ngữ này đó chính là trong quá trình sử dụng chúng ta tạo ra, chứ ngay từ ban đầu chúng ta không hề có những từ ngữ này. Hoặc là chúng ta có một số ví dụ khác, như là trong giới trẻ hiện nay có một số cái cụm từ mà có lẽ rằng là rất quen thuộc với chúng ta, đúng không ạ? Ví dụ như là từ có từ xoáy ca chẳng hạn, xoáy ca, hay là từ xỉu nhi, đúng không ạ? Đây là cái cụm từ mà cô thấy rằng là giới trẻ, các bạn trẻ rất hay lợi dụng đấy. Nào thì là hình mẫu, hình tượng xoáy ca, nào thì bạn này cái tính cách xỉu nhi chẳng hạn. Thì những cái từ này là những từ hoàn toàn mới do chúng ta sáng tạo ra trong quá trình chúng ta sử dụng. Hoặc là có một số từ ngữ khác, ở đây không có cái từ ví dụ như là giao liên chẳng hạn. Từ giao liên ở đây đó chính là giao thông và liên lạc. Cái việc của mình ghép hai cái từ này với nhau nó tạo ra một từ mang nghĩa hoàn toàn mới, đó là giao liên ạ. Cái màu sắc cá nhân thứ năm chúng ta cần chú ý đến đó chính là việc vận dụng linh hoạt, sáng tạo những quy tắc chung, những phương thức chung trong quá trình chúng ta sử dụng ngôn ngữ. Thế thì vận dụng linh hoạt ở đây cụ thể là gì ạ? Chúng ta có hai cái ví dụ. Thứ nhất đó là một câu thơ trong sáng tác của Nguyễn Du: tình thương một bức phong còn kín, gió nơi đâu ngượng mở xem. Thế thì chúng ta thấy rằng là có một cái cụm từ là tình thương một bức ạ. Đó. Thì nếu như không tìm hiểu có lẽ rằng chúng ta sẽ bị hiểu nhầm. Tình thương một bức có thể là một bức thư tình chẳng hạn. Thế nhưng mà ở đây thì Nguyễn Du không dùng cụm từ này để chỉ là một bức thư
tình của đôi trai gái đang yêu nhau, mà cái cụm từ tình thương một mức ở đây là được sử dụng với cái nội dung đó chính là chỉ cái đọt chuối non ạ. Cái đọt chuối non khi mà cái lá nó chưa được xòe ra, chưa được bật ra đó. Tình thương một mức phong còn kín là còn kín đáo lắm, cái lá chưa bật ra, gió nơi đâu lượn mà xem. Như vậy thì cái cụm từ tình thương một mức này ạ đã được gọi là có cái sự sáng tạo rất là linh hoạt trong quá trình chúng ta kết hợp từ với nhau. Hoặc là có một cái ví dụ khác, đây là một câu văn ạ. Qua đi bắt phu là đường, xẻ núi hồng xe lửa, chấm quanh năm. Thế thì dấu chấm đặt ở giữa đấy ạ, thì đã biến cụm từ quanh năm đấy, một cụm từ thôi ạ, trở thành một câu đặc biệt đó. Nó không có một cụm chủ vị nào cả, nó không phải là câu đơn, không phải là câu kép, và nó là một câu đặc biệt ạ. Thì đó chính là cái việc vận dụng linh hoạt sáng tạo những quy tắc chung, cụ thể đây là quy tắc tạo kiểu câu. Và trong tất cả những cái nét riêng mà chúng ta vừa mới tìm hiểu, thì có thể nói rằng cái biểu hiện rõ nét nhất của cái nét riêng trong lời nói cá nhân đó chính là phong cách ngôn ngữ cá nhân. Ở phong cách ngôn ngữ cá nhân này thì được bắt gặp rất là nhiều và được thấy rất là rõ trong văn phong của một số nhà văn, nhà thơ lớn. Có lấy ví dụ như là chúng ta có nhà thơ Nguyễn Khuyến và nhà thơ Tú Xương chẳng hạn, là hai cây bút có thể nói rằng sống cùng thời với nhau, cùng ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Thế nhưng mà ngôn ngữ thơ của hai tác giả này là hoàn toàn khác nhau. Nếu như chúng ta đến với những trang thơ của Nguyễn Khuyến, ta có thể bắt gặp một ngôn ngữ thơ vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng thâm thúy. Đầu trò tiếp khách trầu không có, bác đến chơi đây ta với ta. Thì khi đến với sáng tác của Tú Xương, ta lại bắt gặp một cái ngôn ngữ thơ vô cùng mạnh mẽ, vô cùng sâu cay trong những lời châm biếm, những lời tự gọi là gì, tự chế giễu về bản thân mình. Ví dụ như là cha mẹ thói đời ăn ở bạc, có chồng hờ hững cũng như không. Hoặc là chúng ta có thể bắt gặp, có thể được biết tới một phong cách thơ mang màu sắc trữ tình chính trị trong thơ của Tố Hữu, một phong cách vô cùng tài hoa uyên bác trong những trang văn của Nguyễn Tuân. Ở mỗi nhà văn thì sẽ mang tới cho văn học một cái phong cách riêng, mang đậm dấu ấn của riêng cá nhân mình. Nó làm cho ngôn ngữ của chúng ta phong phú và đa dạng hơn. Như vậy thì vừa rồi chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu về từ ngôn ngữ chung cho tới lời nói cá nhân. Ngôn ngữ chung là sản phẩm, ngôn ngữ là sản phẩm của là tài sản chung của cả xã hội, của cả cộng đồng con người. Chúng ta đều sử dụng cái hệ thống ngôn ngữ đó để giao tiếp với nhau. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng thì cũng mang đậm những dấu ấn cá nhân. Dấu ấn cá nhân đó bao gồm có, thứ nhất là giọng nói cá nhân, thứ hai là vốn từ ngữ cá nhân, thứ ba đó chính là cái riêng trong sự chuyển đổi, sáng tạo khi mà chúng ta sử dụng những từ ngữ quen thuộc. Cái màu sắc cá nhân thứ tư đó chính là thể hiện trong cái việc mà chúng ta sử dụng từ ngữ mới. Có thể ban đầu thì những từ ngữ đó chỉ là những từ ngữ mà của một cá nhân, một vài cá nhân, nhưng nếu như những từ ngữ chúng ta sáng tạo ra đó được cả một cộng đồng xã hội chấp nhận sử dụng thì nó cũng sẽ trở thành một tài sản chung của cả một xã hội. Đấy, cái dấu ấn thứ năm đó chính là vận dụng một cách linh hoạt, sáng tạo những quy tắc, những phương tiện chung để tạo ra được những cách kết hợp từ mới. Đó, ví dụ như là cụm từ tình thương một mức chẳng hạn. Đó là những điểm mà chúng ta cần phải chú ý khi tìm hiểu về bài từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân. Chúng ta cùng chuyển sang phần ba la mã, đó là mối quan hệ giữa ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân. Thế thì ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân nó có mối quan hệ hai chiều tác động qua lại lẫn nhau. Trước hết thì ngôn ngữ chung chính là cơ sở để hình thành lời nói cá nhân. Chúng ta có thể tưởng tượng đặt ra một ví dụ như thế này ạ. Không có ngôn ngữ chung thì cũng sẽ không có lời nói cá nhân. Và trong quá trình sử dụng thì chúng ta sẽ vận dụng những yếu tố chung, những quy tắc, những phương thức chung để tạo ra những cái lời nói mang cái màu sắc cá nhân của mình. Cái thứ hai là ngôn ngữ chung sẽ được hiện thực hóa trong lời nói cá nhân. Ví dụ nói về một quy tắc để cấu tạo kiểu câu đơn thì sẽ cùng có trạng ngữ này, chủ ngữ này, vị ngữ này. Thế thì cái quy tắc cấu tạo chung này được hiện thực hóa trong lời nói, cụ thể là trong lời thơ của Nguyễn Du, trăm năm trong cõi người ta,
chữ tài, chữ mệnh khéo là khác nhau. Thế thì trăm năm trong cõi người ta chính là thành phần trạng ngữ, chữ tài, chữ mệnh là thành phần chủ ngữ, khéo là khéo là ghép nhau thì đó chính là thành phần vị ngữ. Như vậy thì có thể nói rằng là ngôn ngữ chung sẽ được hiện thực hóa cụ thể hơn trong những lời nói cá nhân. Thế thì trong bài học ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về ngôn ngữ chung, về lời nói cá nhân, về mối quan hệ giữa ngôn ngữ chung và lời nói cá nhân. Chúng ta cùng chuyển sang cho cô phần 4 La Mã, phần luyện tập. Chúng ta sẽ cùng nhau đi chữa những câu hỏi, những phần bài tập trong sách giáo khoa. Trước hết đó chính là bài 1 trang 13. Thế thì trong sách có đưa ra một câu thơ: Bác Dương thôi đã thôi rồi, nước mây man mát ngậm ngùi lòng ta. Thế thì chữ mà chúng ta cần phải tìm hiểu ở đây đó chính là chữ thôi ạ. Thì chữ thôi này theo nghĩa gốc của nó là chỉ sự chấm dứt, kết thúc một hành động nào đó. Thì đây là nghĩa gốc của từ thôi. Thế nhưng trong thơ của Nguyễn Khuyến thì từ thôi này lại được sử dụng với một cái nghĩa khác. Nghĩa đó là gì ạ? Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là đối tượng mà tác giả Nguyễn Khuyến nhắc tới là chính là Bắc Dương ạ. Đây chính là Bắc Dương, đây chính là Dương Khuê ạ. Và nếu như chúng ta tìm hiểu thì đều biết rằng là Nguyễn Khuyến và Dương Khuê là hai người bạn rất thân thiết của nhau. Nguyễn Khuyến có hẳn một cái bài thơ để dành tặng Dương Khuê, đó chính là bài Bạn đến chơi nhà, để nói về một tình bạn chân chất, thật thà, mộc mạc, giản dị, vượt lên trên tất cả mông cao cỗ đầy, vượt lên trên tất cả cái gì đó là của cải vật chất. Thế thì ở đây trước cái sự việc vô cùng đau lòng, đó chính là bạn của mình qua đời, thì tác giả đã viết câu thơ này. Và cái từ thôi ở đây được sử dụng để nói về đó là sự chấm dứt, sự kết thúc của một cuộc đời, ý muốn nói tới sự đau đớn và mất mát ạ. Và đây cũng là một cái cách nói giảm nói tránh qua cái từ thôi này. Thay vì nói rằng Bắc Dương Dương mất thì tác giả Nguyễn Khuyến dùng từ thôi, thì cái cách nói giảm nói tránh này sẽ giúp làm giảm bớt cái sự mất mát, cái nỗi đau tột cùng không gì có thể khỏa lấp được. Và chính với cái việc sử dụng từ thôi này đã mang tới cho Nguyễn Khuyến một cái màu sắc cá nhân rất là rõ nét. Bài tập số 2 ạ. Bài tập số 2 thì đây là một câu thơ trong bài thơ Tự Tình của nhà thơ Hồ Xuân Hương: Xiên ngang mặt đất gieo từng đám, đâm toạc trên mây đá mới hòn. Và người ta yêu cầu mình chú ý về cho cô. Đã, thì vấn đề mình cần phải làm nổi bật, làm sáng tỏ được đối với đề bài này đó chính là cái trật tự sắp xếp các từ trong câu. Thế thì đối với hai câu thơ này chúng ta quan sát ạ, rõ ràng là theo trật tự thông thường, theo trật tự đúng thì chúng ta phải viết rằng là từng đám gieo xiên ngang mặt đất, mấy hòn đá đâm toạc trên mây. Thế nhưng ở đây thì Hồ Xuân Hương đã đảo trật tự các từ và cho ra một cái cách sắp xếp hoàn toàn mới. Đâm toạc trên mây, xiên ngang mặt đất gieo từng đám, đâm toạc trên mây đá mới hòn. Như vậy rõ ràng là từ xiên ngang đáng lý ra phải nằm ở phần vị ngữ, lại được đẩy lên đầu tiên. Đâm toạc cũng tương tự như vậy, được đẩy lên đầu tiên. Thế thì trong văn học người ta gọi đây chính là biện pháp nghệ thuật đảo ngữ ạ. Đảo ngữ ở đây nó là đẩy động từ mạnh ở phía cuối lên trên đầu câu. Đấy, đấy ạ, xiên ngang lên đầu câu ạ, đâm toạc lên đầu câu ạ. Hai cái từ này đóng vai trò là vị ngữ trong câu, nhưng đồng thời nó cũng chính là động từ mạnh. Vậy việc đẩy động từ mạnh lên trên đầu câu như vậy nhằm một cái mục đích nghệ thuật nào thì chúng ta có thể quan sát ạ. Đẩy cái từ ngữ lên đầu câu thì rõ ràng là cái ấn tượng ban đầu của người đọc phải là cụm từ xiên ngang và đâm toạc, chứ không phải là từng đám gieo hay là đá mới hòn. Và việc đẩy lên đầu câu như vậy sẽ nhấn mạnh cái gì ạ? Nhấn mạnh cái âm hưởng vô cùng mạnh mẽ, nhấn mạnh tô đậm hình tượng thơ. Và cụ thể ở đây nó cũng góp phần cho thấy được một cái cá tính vô cùng mạnh mẽ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Đó, chính là về việc mà chúng ta thấy rằng là đảm trật tự các từ trong câu. Sang bài tập thứ 3 ạ. Thì bài tập này thì là một bài tập vận dụng kiến thức, thì các em có thể tìm thêm những từ ngữ mà mang màu sắc lời nói cá nhân. Cụ thể ở đây cô đưa ra đó chính là chúng ta tìm ngay trong văn bản đầu năm thôi, là văn bản vào phủ chỗ trịch. Thế thì trong văn bản này chúng ta thấy rằng là Quan Chánh Đường đã sử dụng một số những từ ngữ mà chỉ bộ phận quan lại trong câu thường hay sử dụng. Chúng ta có thể kể ra một số từ
Ví dụ như là cái từ thế tử ở đây thì lại được sử dụng để chỉ con vua. Từ thánh thượng là một cái từ ngữ được sử dụng để chỉ vua. Và từ thánh chỉ là một từ ngữ để chỉ lệnh vua. Và chúng ta cùng tiếp tục với bài tập 1 trang sách giáo khoa trang 35. Thế thì chúng ta thấy rằng là cái từ nách ở đây ạ, vốn là một từ vô cùng quen thuộc đối với mỗi người khi chúng ta sử dụng tiếng Việt. Trong từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê chủ biên thì tác giả có giải thích từ nách ở đây có nghĩa là mặt dưới chỗ cánh tay nối với ngực. Tức là chúng ta hiểu rằng là từ nách ở đây là một bộ phận trên cơ thể con người. Thế nhưng mà khi vào trong văn thơ thì tác giả Nguyễn Du đã có sử dụng từ nách với một cái nội dung khá là sáng tạo. Và qua câu thơ, nách tường bông liễu bay sang láng giềng. Như vậy là cùng từ nách ạ. Thế nhưng mà ở đây Nguyễn Du đã sử dụng một cái nghĩa hoàn toàn mới. Đó chính là phần giao nhau giữa hai góc tường. Đấy, giữa hai góc tường thì bông liễu bay sang láng giềng. Như vậy thì cái việc sáng tạo từ nách này đã dựa trên mối quan hệ tương đồng giữa từ nách của nghĩa gốc và từ nách của nghĩa chuyển. Bài tập tiếp theo đó là bài 2 sách giáo khoa trang 36. Thế thì hiện đây chúng ta bắt gặp một loạt những từ xuân, cùng là một từ nhưng lại mang rất nhiều nghĩa khác nhau tùy thuộc vào từng văn cảnh. Nhiệm vụ của chúng mình đó là tìm nghĩa của từ xuân trong từng câu thơ. Câu đầu tiên, ngán nỗi xuân đi xuân lại lại. Đây là một câu thơ của nhà thơ Hồ Xuân Hương. Thế thì trong cùng một xuân nhưng mà có tới hai từ, trong cùng một câu thơ nhưng có tới hai từ xuân được lặp lại. Cái từ xuân này được dùng để chỉ mùa xuân, là mùa xuân của thiên nhiên, mùa xuân của đất trời. Như vậy chúng ta thấy rằng ở đây có sự đối lập. Mùa xuân của đất trời cứ qua đi rồi lại quay trở lại. Xuân lại lại, tức là xuân lại quay trở lại. Thế còn tuổi trẻ của con người một khi đã đi qua rồi thì sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Như vậy thì với việc sử dụng từ xuân kết hợp với một số từ ngữ khác thì nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã mang tới cho chúng ta một cái sự đối lập. Đối lập giữa tuổi trẻ, đối lập giữa mùa xuân, đối lập giữa tuổi trẻ với mùa xuân của đất trời. Câu thứ hai ạ, cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay. Thế thì cái từ xuân ở đây ạ, không phải là mùa xuân của đất trời nữa, mà từ xuân ở đây chính là vẻ đẹp tuổi xuân của người con gái. Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay, có nghĩa là tấm thân của người con gái đã trao cho tay của kẻ khác. Đây là một câu thơ của trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Câu thơ thứ ba, chén quỳnh tương âm ấp bầu xuân. Chúng ta lại bắt gặp thêm một từ xuân nữa. Nhưng cái từ xuân này thì có bầu xuân ở đây nó giống như là bầu rượu ấy. Và từ xuân ở đây là để chỉ chất men say, đúng không? Chất men say hương rượu nồng nàn. Và ngoài ra nó còn có mang một cái ý nghĩa nữa, đó chính là chỉ sức sống của tuổi trẻ. Và câu thơ này thì muốn nói đến một cái tình bạn vô cùng gắn bó, vô cùng thân thiết. Câu thơ thứ ba, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Đây là một câu thơ vô cùng quen thuộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thế thì mùa xuân là Tết trồng cây, thì cái từ mùa xuân này là chỉ là cái mùa của tự nhiên, là mùa đầu tiên của một năm, đắp đổi xuân hạ thu đông. Thế còn từ xuân thứ hai trong cụm từ làm cho đất nước càng ngày càng xuân, thì từ xuân ở đây đó là chỉ sức sống, chỉ sự tươi trẻ, làm cho đất nước ngày càng tươi trẻ hơn, làm cho đất nước ngày càng có sức sống hơn. Đó. Chúng ta chuyển sang bài số 3, sách giáo khoa trang 36. Thế thì ở đây là một mặt trời ạ. Đây là một cái hình ảnh vô cùng quen thuộc đối với chúng ta, bắt gặp rất là nhiều trong ngôn ngữ chung. Thế nhưng mà mỗi nhà thơ lại mang tới một cái nghĩa khác nhau cho cái từ mặt trời này. Thứ nhất ạ, mặt trời xuống biển như hòn lửa, sóng đã cài then đêm sập cửa. Thế thì cái mặt trời ở đây đó là mặt trời của tự nhiên ạ. Thứ hai, mặt trời chân lý trói hoa tim. Thế thì đây là một câu thơ của nhà thơ Tố Hữu. Và từ một hình ảnh của tự nhiên, Tố Hữu đã được sử dụng để muốn nói tới ánh sáng của chân lý, ánh sáng của đảng đã soi sáng, giúp cho Tố Hữu có thể lựa chọn được cái con đường đi cho mình. Câu thơ thứ ba, mặt trời của bóc thì nằm trên đồi, mặt trời của mẹ con nằm trên lưng. Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng. Thế thì cái mặt trời thứ nhất ạ, chúng ta thấy rằng là đó, cái từ mặt trời thứ nhất đây ạ, đó, đó là vẫn là mặt trời của tự nhiên thôi ạ. Nhưng từ thứ hai, mặt trời của mẹ em nằm trên lưng, cái từ mặt trời ở đây chính là đứa con của người mẹ,
chỉ một người mẹ hàng ngày phải điệu con lên dẫy, cùng làm với mẹ, mẹ thì làm việc và con được điệu ở trên lưng của người mẹ.